Ngày 7 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trương Huy Sang, hay còn gọi là Osin Huy Đức. Bị can Trương Huy Sang, Osin Huy Đức bị điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Cùng vụ án, Cơ quan An ninh khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư Vi Dân, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Trương Huy Sang và ông Trần Đình Triển đã có hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng các quyền tự do dân chủ đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan an ninh xác định hành vi của ông Trương Huy Sang và Trần Đình Triển đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự bước đầu ông trương huy sang và trần đình triển đã thành khẩn khai báo chấp hành các quy định tại nơi giam giữ cơ quan điều tra cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ông trương huy sang và trần đình triển cơ quan an ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra giải quyết vụ án theo quy định pháp luật và khuyến cáo người dân không nghe theo chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng